Hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng năm 2023 do Sở Công Thương thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức. Hội chợ năm nay có quy mô gần 220 gian hàng tiêu chuẩn đến từ các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại hội chợ, các sản phẩm chủ yếu là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng vùng miền, địa phương, lương thực, thực phẩm, đồ uống, nông lâm thủy hải sản chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, máy móc công cụ, thiết bị vật tư nông nghiệp, sản phẩm điện tử, điện lạnh, phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Sự kiện kết nối cung cầu của Hải Phòng thì tôi thấy rất là thứ nhất là cái đã chuẩn bị có hội chợ, đã có được giới thiệu được các sản phẩm của trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thứ hai nữa là cái kết nối cung cầu hôm nay thì tôi thấy rất là hiệu quả và có các doanh nghiệp ký kết thì để cho tỉnh Hậu Giang để các sản phẩm để mà có hiệu quả cao hơn. Thì bản thân tôi thì tôi thấy cái hoạt động xúc tiến thương mại như ngày hôm nay là rất tốt và rất gọi là có nhiều cái động lực để cho chúng tôi đi giới thiệu sản phẩm quê hương. Nó cũng là một cái phần mà quảng bá sản phẩm của quê hương đến rất nhiều mọi người. Như từ chiều nay chúng tôi cũng giới thiệu rất là nhiều người sử dụng cái sản phẩm cá chấm của chúng tôi. Hội chợ nằm trong chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia này là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với chất lượng tốt, giá thành hợp lý, góp phần đẩy mạnh liên kết vùng đồng bằng sông Hồng một cách bền vững.